Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trên con đường nghe pháp tu học, chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng có lần được nghe qua hoặc biết về hạnh đầu đà. Từ thời Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều vị tu hành chứng đắc quả vị A la hán. Trong hàng đệ tử xuất gia của Thế Tôn có 80 vị được xếp vào hàng đại thanh văn. Đây là những bậc thánh có đức hạnh đặc biệt xuất sắc. Trong đó, Ngài Đại Ca Diếp được mình danh là Đầu Đà Đệ Nhất. Đầu Đà có nghĩa là khổ hạnh. Người tu theo hạnh Đầu Đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở. Người thực hành hạnh này sẽ dễ thúc liễm thân tâm, thanh tịnh ba nghiệp. Trong Phật quan Đại Từ Điển, có điều người tu hành đầu đà thực hành 12 pháp khổ hạnh còn trong thanh tịnh đạo luận, người tu hạnh đầu đà chuyên hành trì 13 pháp khổ hạnh, đó là thứ nhất, hạnh mặc y phấn tảo, có nghĩa là giải mai y nhặt ở lề đường, nghĩa địa, đóng rác. Thứ hai, hạnh ba y, có nghĩa là sử dụng những miếng giải chấp giá lại thành y, chỉ dùng ba y không nhận thêm y thứ tư. Thứ ba, hạnh khất thực, nghĩa là dùng thức ăn bằng cách đi xin sinh ngày nào ăn ngày đó không để dành thứ tư hạnh khất thực từng nhà nghĩa là đi khất thực theo thứ tự không phân biệt giàu nghèo thứ năm hạnh nhất tọa thực có nghĩa là ngồi ăn chỉ một lần khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại hoặc không ăn nhiều lần trong ngày thứ sáu hạnh ăn bằng bát có nghĩa là chỉ ăn những thức ăn xin được trong bình bát không nhận bát thứ hai. Thứ bảy, hạnh không để dành đồ ăn, tức là không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Thứ tám, hạnh ở rừng, nghĩa là chỉ ở rừng, không ở làng xóm. Thứ chín, hạnh sống bên gốc cây, nghĩa là chỉ ở gốc cây, không sống ở nhà. Thứ mười, hạnh ở giữa trời, nghĩa là chỉ ở ngoài trời, không sống trong nhà dưới tán cây. Mười một, Hạnh ở nghĩa địa, nghĩa là chỉ sống ở nghĩa địa. 12. Hạnh nghĩ chỗ nào cũng được. Và 13 là hạnh ngồi không nằm, có nghĩa là chỉ ngồi không nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Chắc hẳn trong mấy tuần vừa qua, không có quý Phật tử nào không biết đến hình ảnh Thầy Minh Tuệ. Hình ảnh Thầy xuất hiện trên các mạng xã hội y hệt như một trận bão truyền thông làm dân tràn những cảm xúc và suy tưởng tới quần chúng nhân dân. Những bước chân đơn độc của Thầy đã đi bốn dòng đất nước trong nhiều năm qua để tu hành đầu đà là điều khó làm, không phải ai cũng làm được. Một hình ảnh chưa từng thấy dù là trong tiểu thuyết hay là trên phim ảnh. Hàng trăm người dân, có khi hàng ngàn người dân cùng ra phố, bước theo Thầy, lòng vui như mở hội, niềm tin vào chánh pháp kiên cổ thiệp trước đó thầy đã vào một ngôi chùa trong hai năm rồi thấy không phù hợp nên chọn pháp tu bước đi không ngừng này thầy nói rằng thầy không phải là nhà sư mà chỉ là một người học theo lời dạy của đức phật giáo hội phật giáo việt nam xác nhận rằng thầy minh tuệ không phải là thành viên thầy đã trở thành đề tài cho nhiều bài viết tranh vẽ khắc tượng thư pháp thời trang dưới góc nhìn hạn hẹp của một người đang trên con đường tu tập, xin được nhìn vào vấn đề trên mà thảo luận với tất cả Phật tử đối điều như thế này. Trước tiên, xin nói rằng, chúng tôi rất mực ngưỡng mộ những việc khó làm của Thầy Minh Tuệ. Trước giờ chúng ta chỉ đọc qua trang sử về những vị như thế, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua ống kính youtuber trực tuyến như là hôm nay. Phải có sức khỏe phải kham nhẫn phải kiên tâm chúng tôi không có thần thông để có thể đánh giá bất kỳ vị nào đã tu tới đâu đã tu tới mức nào ở đây chúng tôi chỉ xin bày tỏ lòng khâm phục về những chuyện khó làm của thầy những bước chân của thầy là tiếng trống của giáo pháp là lời thúc giục tinh tấn chạm tới hàng triệu trái tim của phật tử việt nam trước đây chúng ta biết đến thiền sư như cự thích diên chiếu là một người đã từng tu hành đầu đà và đã viên tịch năm 1943 trên một ngọn núi ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ngài Thích Viên Chiếu sinh năm 1892, mất năm 1943. Từ Quế đi vào Nam tìm Minh Sư. Trước khi gặp Thiền Sư Minh Tịnh Nhẫn Tế, tại nơi bây giờ là Chùa Tây Tạng Bình Dương, đã phát nguyện như thế này tôi tiếp tục xa xứ tìm thầy để học đạo tôi sẽ đi bất cứ đâu kể cả campuchia thái lan khi nào tìm được thầy mới thôi nếu không tìm thấy thầy giỏi tôi sẽ tu non tu ẩn theo hạnh đầu đà thời đó không có xe như bây giờ sách ghi lại rằng từ kinh thành quế ngài băng rừng dược suối vào đến tận sài gòn mong tìm được minh sư lội bộ không dày không dép với túi muối ớt xả khoảng gần vài ký đi tới đâu khất thực tới đó ngài chỉ dùng cơm với muối ớt xả ban đêm ngài ngủ dưới gốc cây tại các chùa cùng đi có sư đệ như thượng quê ở an xuân quảng điền thừa thiên huế vào tới sài gòn sư đệ như thượng ở lại sài gòn còn ngài lại đi sang campuchia qua thái lan Ngài vẫn không tìm được thầy theo ý nguyện của mình. Ngài quay lại Sài Gòn năm 1937 với ý định cùng với sư đệ có dịp sẽ qua Tây Tạng học đạo. Duyên may cùng thời gian ấy, Hòa Thượng Lạc Ma chân phổ nhẫn tế du học Tây Tạng vừa trở về trú trì chùa Thiên Trân thuộc ấp Y An Thạnh thuộc huyện Thuận An Bình Dương ngày nay. Ngài Như Cư cùng với huynh đệ như thượng đến đảnh lễ hòa thượng chân phổ nhẫn tế cầu pháp và được hòa thượng chân phổ nhẫn tế tiếp độ ngài như cự ở đó tu học cùng một sư huynh nữa là như trạm cùng quê với sư đệ như thượng ở an xuân quảng điền Thượng thiên quế sau gần 4 năm tu học với ngài hòa thượng nhẫn tế đây là pháp danh được lạc ma quốc dương tây tạng ban vào năm 1936 Ngài và các quân đệ được ban hiệu như cự, diên chiếu, như thượng thường chiếu, như trạm tịch chiếu. Ngài diên chiếu ở dưới sư phụ một thời gian, sau đó Ngài xin sư phụ minh tịnh ra khánh hòa. Ngài lên núi ở chân hòn lớn, dùng suối cát để chuyên tu thiền định. Có một ngày nọ, khi người Phật tử làng Tân Hưng mang thức ăn đến tận nơi, thì thấy Ngài đã thị tịch trong tư thế hành thiền từ bao giờ rồi. Tin tức báo về làng, Ngài đã diên tịch đắc đạo ở suối khác Ninh Hưng. Ngài tịch trong tư thế thiền định trên tảng đá, có tảng đá lớn che nhục thân của Ngài. Vì vậy làng cho phép Phật tử địa phương bê ra lao rửa nhục thân Ngài và đặt Ngài y chỗ cũ. Sau đó Phật tử dân chúng đắp áo cà sa hậu vàng cho Ngài, rồi dân chúng mỗi người thu nhặt đá ở mé suối đắp thành bảo tháp cho Ngài. Bây giờ nhìn lại, chúng ta biết ơn hai vị thầy trong hai trú xứ chùa Tây Tạng Bình Dương nơi thầy tịch chiếu trụ trì, chùa Huê Lâm nơi thầy thường chiếu trụ trì. Nếu không có những mái chùa như thế, sẽ không có một Phật giáo như hôm nay và đồng thời khi nghĩ tới các vị sư tu hành đầu đà, chúng ta luôn nhớ tới sư thúc Diên chiếu. Chúng ta hãy luôn nhớ đến sư thúc viên chiếu và tự thấy được thúc dục tinh tấn. Tất cả các vị sư chân tu đều là các cột trụ để hoàn pháp. Quay trở lại với thầy Minh Tuệ, hiện nay thầy đang mang hình tướng của một cư sĩ và trong tâm của thầy có thể là một vị đã có chứng đắc. Điều này chúng tôi chỉ nêu giả thuyết thôi. Nên thấy một vị cư sĩ có chứng ngộ có chứng đắc là điều bình thường trong nhà Phật. Kinh Phật kể rằng, có hai người chưa trở thành cư sĩ, có nghĩa là chưa quy y, nhưng chỉ sau dài câu nói của Đức Phật là đắc quả A-la-hán. Đó là Ngài Bahiya, một tu sĩ từ phương xa tới hỏi đạo, và Ngài Ugasena, một chàng nghệ sĩ siết chứng quả ngay khi còn trên trụ biểu diễn dựa chợ. Và 32 vị trí thức bà La Môn từ xa tới hỏi đạo cũng đắc quả A La Hán chỉ sau dài câu nói và được ghi trong 32 bài kinh trong kinh tập phẩm 8 và phẩm qua bờ bên kia. Do vậy, không nên chấp vào hình tướng mà phán đoán về hành trình của tâm thức. Hiện tượng sư Minh Tuệ tu theo hành đầu đà là một minh chứng rõ ràng về sự thấu hiểu và thực hành triết lý phật giáo trong cuộc sống hàng ngày đã truyền cảm hứng và áp dụng những nguyên lý của hành đầu đà vào cuộc sống thực tế thường xuyên thực hành thiền định và nguyện hành thông qua việc tập trung vào hơi thở và thức tỉnh tâm hồn sự minh tuệ tìm kiếm sự yên bình và sự tỉnh thức để đạt được sự hiểu biết sâu sắc về bản thân và môi trường xung quanh qua việc thấu hiểu về nguyên lý và triết lý Phật giáo. Sư Minh Tuệ áp dụng những lời dạy này vào cuộc sống hàng ngày, từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực trong tâm hồn và hành động. Tiếp nữa là qua việc chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người khác, Sư Minh Tuệ không chỉ phát triển bản thân mình mà còn lan tỏa tinh thần của hành đầu đà đến với mọi người xung quanh. Tóm lại, Hiện tượng sư Minh Tuệ tu theo hành đầu đà là một thí dụ điển hình về việc áp dụng triết lý Phật giáo vào cuộc sống thực tế. Qua những hành động và lời nói của mình, sư Minh Tuệ truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần của hành đầu đà đến với mọi người xung quanh, góp phần tạo nên một xã hội nhân văn và xây dựng một niềm tin Phật pháp vững chắc trong lòng của công chúng. Nơi đây, với lòng tôn kính Chúng tôi xin kính chúc Thầy Minh Tuệ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường tu học sớm đạt thành tựu trên con đường cầu đạo giác ngộ, giải thoát. Những gì Thầy đã làm đều rất là tuyệt vời hy hữu. Tuy nhiên sức khỏe thân người phàm của chúng ta có hạn. Không nên đi theo Thầy làm nhiễu loạn quá trình tu tập của Thầy cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và an toàn giao thông của xã hội. Từ thời Đức Phật không khuyến khích đi bộ đường dài. Trong kinh, chúng ta thường đọc thấy rằng Đức Phật nói Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ có phóng vật. Nghĩa là Đức Phật muốn chư tăng tìm một trú xứ để tu thiền định. Bạn tới đây có thể nêu câu hỏi Để học theo Đức Phật, chúng ta nên suy nghĩ như thế nào? nên tôn kính cả tăng ni và cư sĩ vì ai cũng có thể đắc quả thánh. Nên tôn kính các vị tu hành đầu đà và tôn kính các vị đang cư trú trong các tu viện gần thị trấn. Đức Phật có dạy hành đầu đà mà Ngài Ca Diếp là đệ nhất nhưng không muốn chư tăng du hành đường dài mà chỉ muốn chư tăng du hành từ nơi ẩn cư xuống núi vào làng sống để khất thực lời của Đức Phật thường dạy nhất là hãy tìm gốc rừng, gốc cây, nhà trống mà tu thiền định. Ngài thần y Jivaka trong cương vị là bác sĩ đã xây tu viện trong khuôn viên vườn để dân cúng Đức Phật và đã tới dấn an sức khỏe của Đức Phật nhiều lần mỗi ngày, nghĩa là lo cho sức khỏe là cần quan tâm hàng ngày. Hạnh đầu đà, trong góc nhìn của sư Minh Tuệ, không phải là một mục tiêu xa vời mà là một hành trình không ngừng một cuộc sống hiểu biết và yêu thương qua việc thực hành từ bi lòng nhân ái và thiền định sư minh tuệ đã truyền cảm hứng và ánh sáng cho hàng triệu tâm hồn giúp họ tìm thấy hạnh phúc và bình an thực sự chúng ta hãy tiếp tục đi trên con đường này với lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những bài học mà sư minh tuệ đã truyền đạt và với hy vọng rằng mỗi bước chân của chúng ta điều mang lại ánh sáng và hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình. Tới đây, chúng tôi là những người làm truyền thông Phật giáo kênh YouTuber xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi kênh của chúng tôi. Quý vị có thể để lại ý kiến của cá nhân dưới phần bình luận của video để chúng tôi hoàn thiện hơn trong những lời bình ở các video tiếp theo kính chúc quý phật tử luôn tinh tấn và an vui trên con đường tu tập của mình hãy tiếp tục với lòng biết ơn và kiên nhẫn để cho mỗi bước chân trên con đường học phật đều là một bước tiến về phía ánh sáng và hạnh phúc chân thật nam mô a di đà phật quý phật tử và quý khán thính giả thân mến với sự trợ duyên của nhiều youtuber Thầy Minh Tuệ nhanh chóng trở thành một luồng gió mát, một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, y áo giá, một cái nồi cơm điện ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày. Không cầm tiền, không tích trữ thức ăn. Thầy đã mang lại thiền cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người. Thầy đại diện cho một sự đối lập mạnh mẽ với những giá trị vật chất và tinh thần mà xã hội đang chạy theo. Mọi nhu cầu vật chất bình thường như thức ăn, quần áo và chỗ ở, đối với thầy đều được giải quyết bằng cách tối giản và triệt tiêu nhất có thể. Thầy đi khất thực và chỉ ăn một bữa mỗi ngày vào trước 12 giờ trưa. May những mảnh giải thừa mà người khác đã dứt đi để mặc. Thầy không nhận tiền cúng dường và không cầm thừa đồ ăn để cho bữa sau còn có thể đến với những người khác. Thầy dùng đôi chân trần đi bộ gần như toàn bộ quãng đường tu tập mà không nghĩ tới đích đến và thầy khẳng định sẽ hành thiền trọn đời chỉ để tìm kiếm sự ngộ đạo và bình an trong tâm hồn. Dưới ánh sáng của thầy Minh Tuệ, chúng ta nhận ra rằng sức hút không nằm ở trong sự nổi tiếng hay là tài sản mà nằm ở trong sự khiêm tốn và lòng từ bi thầy không muốn truyền tải thông điệp gì cả mà chỉ đi vì bản thân cần đi và chính sự chân thành và nhân ái của thầy đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ làm cho mọi người bị thu hút và cảm thấy cảm kích trước sự hiện diện thanh tịnh và nhân ái của thầy trong một xã hội bị áp đặt bởi sự chú trọng vào tiền bạc và danh vọng Thầy Minh Tuệ đã nổi lên như một tia sáng giữa bóng tối, từ chối mọi tiện nghi và nhu cầu vật chất cơ bản để đi theo bước chân của Đức Phật. Trái ngược với sự khao khát chứng tỏ bản thân qua những lời nói phô trương và sự tự cao tự đại, thầy luôn tìm kiếm sự vô ngã và khiêm tốn, luôn tự coi mình là con khi nói chuyện với mọi người. Trong khi một số biến tướng thực hành tín ngưỡng chỉ để trục lợi cá nhân thầy lại đi với chiếc lõi nồi cơm điện mà không cầm một xu một đồng của đại chúng thầy minh tuệ không chỉ là một hiện tượng mạng phổ biến thu hút sự chú ý từ dân hiếu kỳ đến những nhà sáng tạo nội dung quanh quẩn thực tế thầy dường như đi trước một bước so với những sự vô minh cực điểm mà mạng xã hội đang mang lại cho thế giới người ta muốn chụp ảnh check in với thầy để thể hiện bản thân mình trong khi tâm hồn trong mỗi bước chân của thầy lại là vô ngã mọi người tạo ra các clip thu hút lượt view và kiếm tiền bằng cách bắt chước những bước chân của thầy nhưng thầy lại thể hiện một ý chí ngoài vật chất mặc dù người ta đến lễ thầy để cầu xin điều gì đó nhưng thầy luôn khuyên mọi người hãy tự tu tập đừng mong cầu phép màu từ bên ngoài. Thầy Minh Tuệ không cần ai hộ pháp, vì người tu có việc của người tu. Thật hữu duyên, câu chuyện về thầy lại chợt bùng lên vào dịp lễ Phật đản mang lại những sắc màu sâu sắc để cho mỗi người trong chúng ta có thể tự ngẫm nghĩ và tự soi sáng trong lòng mình. Cuộc sống tu hành khắc nghiệt của thầy Minh Tuệ không phải là một mô hình mà tất cả chúng ta phải làm theo nếu muốn tu tập thay vào đó chúng ta có thể tự tìm hiểu và thực hành phật pháp một cách sâu sắc và phù hợp với bản thân mình chúng ta có thể lấy cảm hứng từ tinh thần kiên cường và lòng nhân ái của thầy minh tuệ để tự mình tiến bước trên con đường của mình tự điều chỉnh và tự hoàn thiện từng bước chân để dần dần làm sáng tỏ và thấu hiểu những khía cạnh tối tâm trong tâm hồn từ đó hướng dẫn và giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng và khổ đau những câu nói những chia sẻ tinh tế từ sâu thẳm trái tim của thầy minh tuệ như những nguồn sáng len lỏi tới những ngóc ngách tối tăm nhất soi rọi chỉ đường cho mọi người bước theo bước chân của đức phật hữu duyên quý vị hãy tĩnh tâm lắng nghe những câu nói làm thức tỉnh cả nhân loại của thầy minh tuệ để tiêu tan mọi buồn phiền khổ đau ở kiếp này. Thứ nhất, giữa tháng 7 năm 2015, con đi làm vô tình nghe được Phật Pháp, con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách Phật và giữ giới trong 6 tháng. Hai, con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả, nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia. Ba, Cha mẹ con lúc đầu không cho Sau đó thì cũng chấp thuận Con được cha mẹ chia phần tài sản Như các anh em trong nhà Nhưng con từ chối Con chỉ xin cha mẹ ký giấy Cho con xuất gia thôi 4. Lúc đầu tu học Thì con không hiểu được gì nhiều Con như người lớp 1, lớp 2 Rồi từ từ học lên nữa Người ta cũng chỉ cho con Nên con hiểu nhiều hơn 5. Năm con tu học ở chùa một thời gian Có pháp danh là Thích Minh Tuệ Sau đó con thấy không hợp Nên con rời bỏ chùa Lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá Hàng ngày đi khất thực Dù Phật không có nói Nhưng con chọn ngủ ngồi ba năm rồi không có nằm Con ngủ ngồi là con muốn bỏ cái ngủ đi Khi nào mệt quá thì ngồi tựa vào gốc cây Hay bờ tường cũng được 6. Sau thời gian ở một chỗ con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham sân si nên con quyết định đi bộ hành từ Nam ra Bắc rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng. 7. Con muốn giữ lại pháp danh cũ nên con nói tên con là Thích Minh Tuệ thay vì nói tục danh là Lê Anh Tú. 8. Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đặng chánh giác thì không sao nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách trong lòng mình có vượt qua được không có chiến thắng với bốn nỗi khổ sinh già bệnh chết không thí dụ bệnh đau là cái đầu tiên dẫn đến để xem mình có sợ nó không chín trước khi đi tu con cũng có việc làm như bao người con không hạnh phúc bởi con tư duy thấy rằng cho dù ai có việc làm, có công chức cuộc sống ổn định, nhưng rồi cũng bệnh, cũng già, và chết như nhau, con sẽ giống họ. 10. Con muốn học những điều Phật dạy cao siêu, vi diệu, tối ưu, thiền định, trí tuệ, thoát được khổ đau và an lạc hạnh phúc. 11. Phật bài như thế nào con làm theo thế ấy? Để có an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết, con chưa vào định được Con còn đang học 12. Con đi tu là để cầu giải thoát Khi đắc đạo chánh đặng chánh giác Con mới đền đáp được công ơn cha mẹ 13. Con tuyệt đối không nhận tiền vàng Là vật phẩm của ai với bất kỳ hình thức nào 14. Y áo con mặc được may từ giải Con nhặt được ở nghĩa địa thùng rác gian đường 15. Còn không sử dụng y áo có màu giống như các tu sĩ và nói mình ở chùa nào vì con không muốn mượn hình ảnh để xúc phạm đến sư thầy và các chùa. Người ta có thể nói con lợi dụng để lừa đảo hay làm điều sai trái làm ảnh hưởng đến họ. 16. Mình bác để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đó không phải là y bác của quý sư thầy 17. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội. 18. Có người hỏi con ngủ ở ngay địa có thấy gì không? Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua, nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy. 19. Giờ đây, con coi mọi người đều là anh em cha mẹ như con. 20. Trong lòng con không còn ích kỷ hận thù, con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. 21. Giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn. 22. Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ. 23. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. 24 Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đặng chánh giác thì không sao Nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách trong lòng mình có vượt qua được không có chiến thắng với bốn nỗi khổ sinh và bệnh chết hay không Thí dụ bệnh đau là cái đầu tiên dẫn đến để xem mình có sợ nó hay không 25. Mọi người không nên học bói toán vì có cái đúng, có cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói, hơn nữa nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi. Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức giới luật, cố gắng giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu sẽ được hạnh phúc. 26 việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong giới định tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật. 27. Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được. 28. Người ta cho con chay mặn có đủ, nhưng khi ăn con chọn thức ăn chay. 29. Mọi người đừng lại con, mà hãy lại Phật Pháp Tăng. 30. Con không kêu gọi, hay lập ekip đi theo quay phim con, nhưng con cũng không xua đuổi họ. 31. Nếu họ quay phim con mà được lợi ích thì con cũng chúc họ hạnh phúc. 32. Đối với con ở đâu cũng là chùa, nên con không quan trọng lý do vì sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa. 33. Con đi bộ không đi xe là để rèn luyện sức khỏe. 34. Con đi chân trần để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân mình có dẫm đạp lên các loài côn trùng sinh vật không? Hơn nữa giày dép mau hư hơn chân con. 35. Ai không có thứ gì đáng giá trên người mới là hạnh phúc vì họ không phải lo giữ gì cả. 36. Con không có gì hết nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình lấy của. Con không sợ chết bởi con đâu có thứ gì tiếc uổng Cần phải sống để mà giữ nó 37 Có người hỏi con ngủ ở trong chòi lá Rừng cây Lạnh lẽo rét buốt Làm sao mà ngủ ngon bằng ở phòng kính Chăn ấm nệm êm Con nói vẫn ngon Vì theo lời Đức Phật dạy Ngủ ở đâu cũng ngon Nếu không có khởi tâm dâm dục 38 Đọc chú Đại Bi phải có mục đích nào đó. Nếu gì muốn mình an ổn cần phải đọc chú Đại Bi Thí dụ xua đuổi con quỷ chẳng hạn Thì mình cư xử ác với nó Rồi con không muốn giành lấy chỗ Hay sự an ổn của ai Thí dụ của con quỷ Nên con không đọc chú đài Bi 39 Ai nói xấu con hay chửi mắng con Thì con không giận họ Mà chúc họ may mắn Ai nói tốt con hay là khen tặng con Thì con bình tâm Không để mình bị dính vào ngã mạng Và con cũng chúc họ được hạnh phúc 40 Nói xấu, nói tốt hoặc khen chế con thì rồi cũng vậy Nhưng con phát hiện ra hai tâm trạng Người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc Còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên 41. Con không phải là sư thầy gì cả Con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi Con chỉ muốn học tu Con không có mục đích tuyên truyền hay là rao giảng gì cả Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng. 42. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác, con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ, người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy, kinh sách nào của Phật cũng đều có cả. 43. Những người tu hành già cả hay là nghèo khổ, mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo vật thực hay cái gì đó những người xa ngã ăn chơi hư hỏng mình bày cho họ đừng sát sinh trộm cắp sống lương thiện giữ trọn năm giới đó là bố thí pháp 44 6 năm qua con không là nhân sự ở chùa nào con không là nam tông hay là bắc tông cũng không phải là tu sĩ của giáo hội phật giáo việt nam bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó kính thưa quý phật tử và các bạn Tôi nhớ rõ khoảng 6 năm trước Tôi từng thấy hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ Trên mạng xã hội Nhưng ông chỉ là một cá nhân đơn giản Sống yên bình và khiêm nhường Cho đến gần đây Ông mới trở thành một hiện tượng nổ bật Không chỉ trên mạng xã hội Mà còn trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều người Đặc biệt ông không xác định mình thuộc vào bất kỳ truyền thống Phật giáo cụ thể nào. Không phân biệt Nam Tông hay là Bắc Tông và cũng không công khai rằng mình tu theo hạnh đầu đà thậm chí thông tin về ông chỉ được biết đến qua một vài vị sư khác khiến cho việc đặt ông vào một khuôn pháp truyền thống trở nên vô nghĩa hành giả minh tuệ một nhà tu hành theo lối khổ hạnh không chỉ đơn thuần là một người tu mình theo cách khác biệt mà còn là một biểu tượng của sự khiêm nhường và tỉnh thức trong giao tiếp hàng ngày ông tự xưng là con thay vì thầy, tôn trọng và nhấn mạnh sự nhận biết về sự thực tại bên trong mỗi người, thay vì vị trí xã hội hay là danh hiệu. Hành động của ông như ăn một bữa mỗi ngày, mặc áo giá và ngủ dưới gốc cây, tại nhà hoang hoặc nghĩa địa, đều thể hiện sự từ bi và chia sẻ với những người đang chịu đau khổ và thiếu thốn trong cuộc sống này. Những hành động của hành giả Minh Tuệ đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Ông tự xưng mình là một người tập tu theo hạnh của Đức Phật, đang hướng đến việc tìm kiếm sự giải thoát bản thân mà không bị ràng buộc bởi những vật chất hay là danh vọng của thế giới. Sự khiêm nhường và đơn giản trong lối sống của ông là nguồn cảm hứng và kết thích cho những người gặp gỡ ông. Trong thời gian độc hành, những câu nói của sư Minh Tuệ không chỉ là những lời đơn thuần mà còn là những dấu ấn tinh thần sâu sắc động viên và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người từ những từ ngữ đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao là nguồn cảm hứng không ngừng cho hành trình tâm linh của mỗi người những câu nói của sư minh tuệ đưa ta vào một không gian yên bình nơi mà tâm hồn được rửa sạch nhẹ nhàng và thanh thản là những tia sáng lấp lánh chiếu sáng con đường tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống và hướng dẫn chúng ta trên con đường của sự tỉnh thức là ánh sáng dẫn đường trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và tìm thấy niềm vui thực sự của cuộc sống này. Quý Phật tử và quý khán tính giả, xin hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm những lời nói chân thành từ tâm của Sư Minh Tuệ, những lời dạy của Sư Minh Tuệ như những nguồn nước trong sa mạc giúp cho mọi người đang lạc lối trong bóng tối vô minh, tìm thấy sự an lạc và tỉnh thức, nhận ra những giá trị tốt đẹp trên cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn nhiều người hiểu pháp và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh rất lớn, xưa nay không được mấy ai. Công chúng tán thán kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hóa sư minh tuệ ngay lúc này. Vì điều đó sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến quá trình hành pháp của sư, đi ngược lại với tinh thần của Phật giáo. Còn đối với những người hiểu pháp, những người học Phật có tầm hiểu biết thâm sâu, đang hàng ngày thuyết pháp cho các Phật tử, mà lại đi sân si, dùng những lời lẽ thô lỗ với người đang hành pháp gây nên sự bất bình trong nhân dân thì thật sự cần phải tự xem lại mình. Bàn về việc sư Minh Tuệ đi hành khất đã có không ít các nhà sư trình bày những quan điểm của cá nhân nhưng lại gắn cho đó là những giáo lý của Đức Phật. Bên cạnh những nhà sư chân chính thuần hành bày tỏ sự cung kính ngưỡng mộ sư Minh Tuệ thì lại có không ít các nhà sư có những quan điểm gây gắt trái chiều. Sau đây là một số nhà sư như thế. Trong một bài thuyết pháp gần đây vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, khi nói về quyền tư duy, sự suy luận mỗi người, có một sư thầy vô cùng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trình bày suy nghĩ của sư. Chúng tôi xin trích đọc một đoạn nội dung như thế này. Ta suy luận tự ta suy luận đó là tà tư duy suy nghĩ sai suy nghĩ xấu suy nghĩ bậy gán cho người khác cái đó ta cũng chẳng nói ra rồi thì gặp nhau cũng cười vui vui cũng cười mà trong đầu toàn nghĩ bậy không à rồi toàn chê người này trách người kia không mấy cái đó cũng là tà tư duy suy luận sai để rồi chê người này trách người kia hoặc là sao suy luận sai để rồi ngưỡng mộ một cái thằng ba trận cũng là tà tư duy thưa quý vị và các bạn nếu như nội dung chỉ dừng lại ở đó chắc hẳn chúng ta cũng đã cảm thấy mất thiện cảm một chút khi thầy nói đến thằng ba trận là một nhà tu hành có tầm ảnh hưởng với công chúng lại có thể dùng những từ ngữ rất cá nhân và thiếu tinh tế đến như vậy nhưng không sư thầy không dừng lại ở đó mà lại tiếp tục lấy thí dụ như thế này. Thí dụ như mấy cái tay đó mặc đồ rách, nó ôm cái bình bát, nó đi lang thang. Ô, oh, đây là thánh nhân, cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, cũng là tào lao ba trận. Mà không biết có phải tai đó, nó có thiệt hay không, nó tu cái gì, nó học cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nó dứt tâm được chưa, nó biết cái giới hạn của giới luật là gì không? Lời Phật dạy, nó học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi? Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi, thế là, ô, đây là bậc thánh của tôi. Đó cũng là ba trận, đó cũng là tà tư duy. Thưa quý vị và các bạn, nghe đến đây chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng có những cảm nhận riêng của mình. Chúng ta biết chắc rằng Thầy đang ám chỉ đến ai? Vì chúng ta biết rằng hiện tại cả đất nước chỉ có mỗi một nhà sư duy nhất có một không hai mặc áo rách mang nội cơm điện đi khất thực khắp đất nước. Lời nói của thầy cũng có một số Phật tử đồng tình nhưng đại đa số cộng đồng mạng là bất bình là phẫn nộ gay gắt và dậy sống lên án trước những lời nói của thầy. Có rất nhiều bình luận công khai công kích như sau. Ông này không xứng nói về thầy Thích Minh Tuệ. Người mang áo cà sa mà xứng si vô độ, thật là tiếc cho những người ngồi nghe ông ấy nói, muốn sân lắm mà phải cam chịu. Nên xem lại tư cách ông này. Không biết thực giả ra sao, nhưng người ta khổ hạnh hướng Phật thì dù một chữ kinh Phật không biết, tôi vẫn tôn trọng. Họ có cái tâm Phật chứ không phải là học bao nhiêu giáo lý qua bao nhiêu trường lớp là tiến sĩ như ai kia ông này nên bỏ áo hoàng tục đi ông quá sân si và nhỏ nhen tu kiểu hưởng thụ như ông thì quá tầm thường mới đoạn đầu nói chê người này trách người khác là tà tư duy cuối cùng mình lại kêu người khác là thằng ba trận rố cuộc ai mới là tà tư duy thưa các bạn và còn rất nhiều rất nhiều bình luận bức xúc khác của công chúng trên khắp mọi miền tổ quốc cũng như ở nước ngoài hẳn chúng ta sẽ chưa quên cách đây không quá lâu mạng xã hội cũng dậy sống với không ít quan điểm của vị sư thầy này trong một bài pháp sư thầy đã đưa ra quan điểm rằng lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi tới khi về già bị liệt nằm một chỗ đó là nhân quả đi du lịch chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ. Đi để làm từ thiện, để cúng dường là chính. Đừng có đi chơi, đi ăn hải sản. Vì như vậy là hết phước liền. Những lời nói này đã nhận lại bảo phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Vì họ cho rằng đây đều là lý thuyết suông mê tín dị đoan dớ dẫn. Thông qua những lời giảng này, nhiều người cho rằng nhà sư đang quảng cáo về du lịch tâm linh khi khuyên các phật tử nên đến những nơi tu tập giác ngộ làm từ thiện bên cạnh đó sư thầy dùng các từ ngữ mạnh như bị liệt nằm một chỗ nhân quả khiến cho nhiều người nghe cảm thấy khó chịu và cho rằng sư thầy đang rủa mình thì phải hiện tại sư thầy chưa lên tiếng về những phát ngôn gây bão của mình và câu chuyện vẫn đang được tiếp tục cập nhật thêm song từ góc độ nhìn nhận chung chúng ta thấy một người tu hành một nhà sư nổi tiếng có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân một người nằm trong giáo hội phật giáo việt nam mà có những lời nói thiển cận như vậy thì thật không nên một chút nào tiếp đến chúng ta lại bắt gặp một sư thầy khác có kênh truyền thông youtube chính thống hơn 300.000 lượt đăng ký trong một bài giảng có nhắc về sư Minh Tuệ như thế này. Ông đi chân không luôn đó quý vị, nổi tiếng lắm. Đi chân không, ông đi từ Bắc ra Nam. Đi không phải đơn giản nha quý vị. Cái tâm này kinh thiệt á, chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Bây giờ á, bắt nhụn đức mà đi chân không ở đây thôi á. Đi một chút cũng không nổi. Nóng, cái bàn chân của mình mà trở thành mặt qua da phấn, bước một cái xuống, nóng một cái là nóng, không đơn giản, đúng không quý vị? Đâu có đơn giản đâu, thử mình đi đi. Mà nắng đây nè, khúc quanh chùa này nè, tự đi chút thử coi rồi biết. Vậy mà, ổng đi chân không từ Bắc ra Nam, cái này cũng quá phi phạm đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận, là mình phải tán thắng phải hết sức tán thán nhưng mà mấy người làm theo được không thưa quý vị và các bạn nếu như bà giảng chỉ dừng lại ở đây thôi thì không có cái gì để chúng ta bàn cãi cả những điều thầy thuyết pháp trước phật tử là họp về lý họp về tình thế nhưng ngay sau đó thầy lại quá khích mà châm biếm hết lời với một giọng điệu cực nhã chế giễu thậm chí còn ca hát thành bài cười nói sang sẵn, ha ha, trong buổi thuyết pháp để nói về sư minh tuệ như sau. Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật xin Thầy, Thầy đi đi, con không có đi. Thầy có một tâm nguyện, chắc Thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khất thực quá. Đi chân không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu, rồi cười ha ha sang sẵn. Thưa quý vị và các bạn, nếu như thầy nói không đi được như sư minh tuệ, nhưng mà cách thầy nói rồi cười ngạo nghễ diễu cợt thầy thích minh tuệ, thật khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu và bất bình. Cũng là bạn đồng tu với nhau như mình, tu thì có nhiều cách, tu nhà, tu chùa, tu chợ, mỗi người có một cách tu khác nhau. Nếu không ủng hộ đường tu tập của người khác thì cũng không nên đi cười ngạo nghễ đường lối tu tập của họ. Rất nhiều Phật tử đã đặt câu hỏi, thầy nên xem lại mình, sao đi tu mà lại lên sân si với những người bạn đồng tu giới mình như vậy? Thầy có phước, có duyên được tu ở nơi mát mẻ, sang trọng, còn người khác chưa có phước có duyên thì họ tu ở ngoài đường, ngoài chợ. Cái đó là cái chuyện bình thường, tu ở đâu cũng được. Tuy rằng sư Minh Tuệ không có các đệ tử, không có tu ở chùa nào cả. Nhưng mà mọi người, người ta gặp sư, người ta kính trọng lễ bái. Hình ảnh sư đi khất thực, nó phóng ra một cái năng lượng lan tỏa, rất tích cực, làm cho con người ta từ bỏ tham sân si, hướng tới những điều thiện lành. Cái đó mới thực sự cao quý đối với một người tu học Phật. Dân, kính thưa quý vị Phật tử và quý khán tín giả, việc một vị sư với y áo chấp giá bằng những mảnh giải rách cầm nồi cơm điện thay bình bát đi khất thực. Hình ảnh nhận diện của nhà sư đầu trần chân đất, sự phát nguyện bộ hành dọc đất nước để tập học Phật Pháp được người dân khắp nơi tôn kính theo dõi. Xong, báo chí chính thống truyền thông trong nước có rất ít bài chia sẻ về việc này. Khi chúng ta tìm kiếm từ khóa sư Minh Tuệ trên Google search chỉ có một bài viết trên VTC News nhắc đến ông với tựa bài hãy để cho sư Minh Tuệ được yên thân tu tập. Ngoài ra không thấy các trang web báo điện tử truyền hình trong nước nhắc về chuyện này cho đến ngày 15 tháng 5 vẫn rất hạn chế loan tải thông tin liên quan. Điều này khá xa lạ so với những tin tức nóng cập nhật trong ngày khác. Phải chăng đây là một vấn đề nhạy cảm và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới Phật giáo cũng như chính trị trong nước. Truyền thông nhà nước không nhắc đến sư, nhưng hàng chục YouTuber đã đi theo sư Minh Tuệ, ghi lại trên từng nẻo đường mà vị sư này đi qua. Do đó, nếu tìm kiếm trên mạng, nhiều người sẽ thấy hàng chục video về sư được các trang YouTuber hoặc Facebook đăng tải, khiến sư đang trở thành một hiện tượng. Nói về sư Minh Tuệ, ông Thành Đỗ, từng là trưởng ban nghiên cứu Phật học, giảng viên trường Đại học Phật giáo Paris, giải thích tại sao vị sư chân chất này đang trở thành hiện tượng. Cái cốt lõi của đạo Phật của một người tu sĩ là giới, định và tuệ. Khi một người tu sĩ giữ chặt những giới luật của một người tu sĩ thì cái giới sẽ sinh ra cái định, và cái định sẽ sinh ra cái tuệ. Cái tuệ khi đã có rồi thì giống như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm. Từ xa, người ta nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ tìm đến. Một vị sư mà giữ giới thật là chặt thì tự nhiên sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ đến với ông ta. Một nhà báo trẻ trong nước nói rằng đây là phản ứng tích cực của xã hội, phản ứng từ bỏ cái xấu, sống tin theo cái tốt. Nó khác xa hoàn toàn với những nhà sư nổi gần đây kêu gọi Phật tử cúng dường, rộp vẽ ra những chuyện mê tín để thao túng người dân đi vào những hố sâu của mê muội. Cho nên bản thân câu chuyện thanh bạch và đi hành đạo của sư minh tuệ cho thấy một sự khác biệt rất rõ và sự ủng hộ đối với thầy thích minh tuệ cũng cho thấy thái độ của người dân đối với một người tu chân chính đồng quan điểm với nhà báo này nhiều người nhận định thêm rằng sở dĩ sư thích minh tuệ được mọi người sùng bái là bởi có nhiều sư thầy tăng ni gần đây xảy ra tình trạng kêu gọi phật tử cúng dường quá nhiều nên sư Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường thì người dân sinh lòng thần tượng. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 5 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng trước hiện tượng sư Minh Tuệ này sau nhiều ngày. Thông báo được gửi đến ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố có nội dung như sau. Trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTuber Instagram, Twitter, xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư, đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dàng vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip, gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến giáo hội phật giáo việt nam qua tìm hiểu xác minh ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa và cơ sở tự diện nào của giáo hội phật giáo việt nam điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội công văn cũng nêu rõ Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Igrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú, sau khi từ bỏ công việc đo đạt địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ hành của ông lê anh tú tạo sự hiếu kỳ thu hút nhiều người dân đi theo tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni phật tử giáo hội phật giáo việt nam trong mấy ngày nay ông lê anh tú đang đi bộ hành trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh hướng về khánh hòa ban thường trực hội đồng trị sự đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo với đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi có thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất cả người dân chúng ta đều biết sư Minh Tuệ không phải là sư sư cũng đã khẳng định rất nhiều lần khi có người hỏi việc mọi người gọi sư là sư xuất phát từ sự ngưỡng mộ kính mến một người hành đạo chân chính khác với những người học đạo và hành đạo họ từng biết dù sự việc này có đi tới đâu thì chúng tôi những người làm truyền thông về phật pháp luôn mong muốn mọi người tin yêu vào đạo phật và nhân quả Hãy là những Phật tử chân chính, bỏ ác hành thiện. Nếu như quý Phật tử có kính trọng tin yêu vị sư nào thì cũng không nên vì thế mà so sánh vị sư này với vị sư kia. Có chăng thì hãy tự chiêm nghiệm bằng sâu thẳm niềm tin Phật pháp của chính mình. Quý Phật tử sẽ tự có câu trả lời thỏa đáng và cũng không nên vì niềm tin, sự ngưỡng mộ mà đi theo làm cản trở giao thông cản trở người tu trên con đường học đạo của họ. Cuối cùng, chúng tôi xin được kính chúc quý Phật tử, quý đạo hữu, quý tín giả đang theo dõi kênh, thận tâm luôn an lạc, bình an và hạnh phúc trên con đường nghe Pháp, học đạo cũng như hành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Nếu cảm thấy con đường phía trước u tối. Hãy mở bài viết về lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống này ra và bạn sẽ mỉm cười có thêm động lực để bước tiếp. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Hãy lắng nghe những lời Phật dạy về những khó khăn trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn chỗ giữa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. Sau đây là 63 lời Phật dạy về những khó khăn trong cuộc sống. Mời quý Phật tử và quý thính giả cùng nghe. Thứ nhất, dạng vật vốn vô sinh vô ngã. Nghĩ làm gì khi đã thấy chân như? Hãy tình tâm mà an tĩnh trong thiền khái trí tuệ ta đi tìm bến giác mỗi khi mỗi bước trên con đường mình đã chọn hãy tự nhủ mình rằng tiếp tục đi đừng dừng lại mỗi bước có thể khó khăn hơn nhưng đừng dừng lại diễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh ba nó chỉ là vấn đề nếu con nghĩ nó là một vấn đề 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con. Vậy nên đừng đối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 14. Hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút. Bởi lẽ đời người dài chẳng tài gan. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút. Bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 15. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao là một phong thái. Nếu con đã xin lỗi một cách chân thành nhưng lại không được đền đáp lại bằng phong thái, không sao, vì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 16. Mỗi người chỉ có một trái tim nhưng lại có hai ngăn. Một ngăn chứa niềm vui, một ngăn đừng nổi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ khiến cho bi thương bên cạnh thức giấc. 17. Chỉ cần chân của con đứng trên mặt đất, thì con đừng có nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này, thì đừng coi bản thân mình quá chỉ đại. 18. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi quan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 19. Sở dĩ người ta đau khổ, chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 20. Nếu con không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não, vì chính tâm của con không buông xuống nổi. 21 Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 22 Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 23 Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? 24. Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 25. Con phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương, con phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 26. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 27. Khi nào con thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ hết phiền não. 28. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những phiền não như vậy? 29. Thời gian trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 30. Ba mươi con cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng như thế, con sẽ rất đau khổ. 31. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 32. Nếu có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được dần thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 33. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời những gì tôi không có. 34. Chạm giật, vốn vô sinh, vô ngã. Nghĩ làm gì khi đã thấy chân như hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền khai trí tuệ ta đi tìm bến giác 35. lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận lấy hiền lành để thắng hung dữ lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam lấy chân thực để thắng giả dối 36. mươi sống một ngày là có diễm phúc một ngày nên phải trân quý khi tôi khóc tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân 37 thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó thất bại là bạn biết nhưng không làm hãy thành thật với bản thân hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn 38 Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn, thì rất khó cảm thông cho người khác. Còn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 39 Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ. Bận lòng chi, bao quán hận, bâng quơ. Ta cười bỗng trong gương cười trở lại lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. A à, Di Đà Phật. 40 mươi. Trên đời việc gì cũng đều có lý do, không thể cưỡng cầu. Bốn mươi Với người đừng cầu mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tức kiêu căng. Bốn mươi hai nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 43. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn một nghìn lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường. 44. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước dông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 45 đừng lãng phí một giây phút nào. Những giây phút lãng phí sẽ khiến con đi thụt lùi. 46. Có sinh ác có diệt, có hợp ác có tan, có thịnh ác có suy. Khi vui, con hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Dạng pháp thế gian vốn vô thường. 47. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. 48. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ. Vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. 49. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn. Vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. 50. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt. Vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. 51. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngán trái, oán hận làm chi chuyện bẻ mươi 52. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. 53. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công. Vì việc dễ thành công thì lòng bình thường kiêu ngạo. 54. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắt làm niềm vui, lấy mang quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi, lấy sự xả lợi làm dinh qua, lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hành. 55. Không quan trọng quá khứ của con khắc nghiệt như thế nào, luôn luôn có thể bắt đầu lại. 56. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. 57. Cuộc hành trình ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. 58. Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng, nó luôn biến động, đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau nhưng với tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống, con lại học được những bài học làm cho con mạnh mẽ lên. 59. Khi cuộc sống đặt con vào chuyện thế khó khăn, đừng bao giờ nói tại sao lại tôi, mà hãy nói là tôi sẽ cố gắng. 60. Rất nhiều người sợ nói ra những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao họ không có được những gì mình muốn. 61. Con không thể chặn những con sống, nhưng con có thể học cách làm thế nào để lướt sống. 62. Sự kháng cự của bản thân với những gì xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ cho con. 63. Không có thất bại, chỉ có những cơ hội học hỏi. Có đức, mặc sức mà ăn hẳn là câu nói quen thuộc đối với chúng ta các bậc thánh nhân xưa cũng đều nói rằng đức kết nối phối hợp trời và đất nên sẽ được trời bảo hộ trợ giúp một người có bồi dưỡng đầy đủ đạo đức tốt đẹp nhân ái thiện lương mang trong mình lòng biết ơn thì người ấy mới tràn ngập dòng năng lượng thuần chính đạo đức là điều kiện căn bản làm nên phúc đức một đời người người không có đạo đức giống như một mảnh đất cằn cỗi chẳng thể làm nổi việc gì lớn lao nếu làm được thành quả dẫu cao đến đâu sớm muộn cũng tan thành sương khói giống chỉ của bất chính chẳng thể tồn tại lâu bền mời quý phật tử và thính giả cùng nghe lời phật dạy về người có đức và kẻ thất đức. Có câu chuyện kể rằng, từ xưa, rất xưa, con người họ lấy nắm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc, thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chính sinh tâm kiêu mạn khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chính tranh tụng thị phi lẫn nhau bây giờ nắm không sanh lại nữa mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết họ lấy gạo này ăn sau đó con trai con gái thân thiết nhau rồi phát sanh tình dục nên thế gian bắt đầu có bào thai sinh ra từ sự bất tỉnh thuở đó con người ăn lúa gạo tự nhiên hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu trong nhóm người đó có kẻ biến nhát đánh nhau tích trữ lúa gạo làm cho gạo trở nên hư xấu đồng thời khi gặt rồi không sanh trở lại như trước vì thế họ chia đất ra để gieo trồng nên dần dần sanh ra trộm cắp của nhau gây tạo nhiều điều xấu ác phiền não bất tỉnh đó là nguyên nhân đưa đến sanh và bệnh chết khổ báo trong ba điều dữ. Chính con người tạo mười điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc mũi mồng, rần sệt, rắn rết, đầy rẫy sự ô quế. Bởi gây nhiều ác nghiệt nên tuổi thọ dừng mãi. Cho đến lúc, loài người chỉ còn sống, có mười tuổi đã chết. Khi đó có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong bảy ngày những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu trong hang hố qua bảy ngày họ đi ra hễ gặp người nào còn sống sót lại vui mừng khôn xiết rồi họ nghĩ rằng chúng ta do chứa nhiều điều ác nên gặp phải tai nạn này khiến cho thân tộc chết chóc gia đình tan nát vậy chúng ta nên tu thiện từ bỏ sắc sanh nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên hai mươi tuổi khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêm dệt, không bỏng sẻn, không ganh ghét, không tham lam, không xưng nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến tám vạn tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng, ngói cát, đá, sản, sỏi đều biến thành lưu ly, dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc giàu sang, vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc ra đời, hiện ra độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thần tượng thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn tốt đẹp, chỉ cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. Điều thứ nhất, chẳng những không sát hại chúng sanh, mà cũng phải ăn chay thương yêu, tha thứ, phóng sanh. Thứ hai, chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. Thứ ba, chẳng những không tài dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. Thứ tư, chẳng những không nói láo, sự dối trá, mà còn phải nói lời chân chính ngay thật. Thứ năm, chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù, chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta quà hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. Thứ sáu, không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. Thứ bảy, không được nói lời thiêu dệt, trao chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa hữu ích cho mọi người và mọi loài. Thứ tám, không được tham lam, gian xảo, mà phải tu hành thiểu dục, trí túc, vì dạng vật đều giả dối, vô thử. Thứ chín, không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi hỷ xã, nhẫn nại, đối với tất cả chúng sanh. Thứ mười, không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chứng kiến sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, mười giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống, thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản, thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời lý gián người ta. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thú ác, xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nói thêm bớt chuyện người chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào lòng tham dục thì chớ có suối người chạy theo dục vọng thấp hèn chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ giết người chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tài dại trong kinh trường a hàm phật dạy các cư sĩ phàm người giữ giới thì có năm công đức thứ nhất cầu bất cứ điều gì đều được như ý. Thứ hai, tài sản phát đạt, không xa xúc. Thứ ba, đi đến đâu đều được mọi người kính mến. Thứ tư, tiếng tốt đồng khắp nhân gian. Thứ năm, sau khi qua đời, được sinh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có năm điều suy hao. Thứ nhất là cầu tài lợi không toại nguyện thứ hai dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn thứ ba đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ thứ tư tiếng xấu đồn khắp thiên hạ thứ năm sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục kim bồ tát phật bảo xá lợi nói rằng chúng ta nên bố thí bồ tát trong khi tu hành trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên thà chịu mất thân mạng chứ không phản giới sát sanh đạo tặc tà dâm giọng ngữ hay lưỡi ác khẩu thiếu dệt tham tục chúng ta có thể mất tiền bạc của cải vật chất thân mạng nhưng đừng để mất giới đức vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và chị lai có một bài kệ nói rằng cột tâm lý giới làm dây lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng rõ thấy trí huệ soi đàn tâm không cảnh tỉnh niết bàn ai vui trong kinh trung a hàm phật dạy này a nan nhân giữ giới mà được không hối hận nhân không hối hận mà được hoan duyệt nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, dân bạch đức thế tôn, nhân định mà có chi kiến như thật, nhân chi kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dụng, nhân vô dụng mà được giải thoát, nhân giải thoát mà cứ chi kiến giải thoát việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Thì giới hết khổ, lo phước ba cõi, tung quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trị. Dưỡng giới, phước an vui, phạm giới, tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Ở đời người ta thường nói, ông đó, anh đó, ăn có đức, bà kia ăn ở không có đức muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào và xem họ có tu tập thiện hay không thì biết ngay. Trong khi kinh Phật dạy người nào có giữ giới mới sinh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cổ công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thực là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì. Tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức. Tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quý y tam bảo, thọ trì ngũ giới thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xã, đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiền báo đức lục tổ dạy trong kim hạ là công ngoài lễ kính là đức nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới lễ bái phật trời đó là người có công đức trái lại là người mất đức lục tổ lại nói tiếp bình là công đẳng là đức nghĩa là quý phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử trong gia đình cho đến ngoài xã hội thì đó là người có công đức trái lại là người thất đức trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến, giúp đỡ, trái ý thì quán ghét, ép chí triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chịu, muốn chi cũng được. Còn đứa nào không được thì khó khăn chửi rủa Làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từng chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu, đó là nhân mất đức. Con rể giàu sang, khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón đồng hậu. Ngược lại, Chàng rể nghèo khó thì khinh khi không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cuối đi nhờ giả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có khi hữu sự thì lánh mặt, hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Con dâu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ, anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua nếu là con dâu nghèo thì khi dễ hành hạ đủ điều làm dâu hãy mình có sắc có tài khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời năm bảy câu xem thường gia đình bên chồng lại còn đem những chuyện không tốt của người thân bên chồng rêu rao bên ngoài thiếu dệt đắm thọc làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau đó là nhân mất đức vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ anh anh em em ngọt ngào khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chế trách không quán xuyến công việc nhà lại còn bài bạc người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của còn bên nhà mình tới thì vui vẻ giúp đỡ làm chồng thì thô lỗ độc tài tiền phát gạo đông. Bên mình muốn gì thì cũng được, còn bên vợ thì chẳng màng tới. Lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bồ bịch lăng nhăn. Người đời thấy thế, khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng, đánh đập. Đó là nhân tổn phước mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực. Trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện giúp đỡ, còn ghét thì khó khăn, chửi mắng, đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi, không lo học hành. Thầy răng dạy không nghe, còn cãi lại phản thầy, lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ giả, khi nghèo khổ, hoạn nạn thì lẫn tránh, sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi đó là hạng người giống ân bất đức làm chủ ỷ mình giàu sang ăn xài phung phí hành hạ tôi tớ bắt họ phục vụ một cách quá đáng như mặc đồ chưa dơ bảo người giúp việc phải giặt ngồi ăn ở tầng dưới không chịu đầy đọa sai người ta bưng lên lầu ba lầu tư mới chịu ăn những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều lại hay chê trách chửi rủa ôm sòm, Còn làm tớ thì tham lam, lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng, lãnh lương, chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân, thất đức. Làm vua thì mê tiểu sắc, thưởng phạt bất minh, sự cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công đàn áp dân lành làm chuyện gian ác vô trung bất chánh đó là kẻ ác nhân ác đức mua gian bán lận dành vật hàng trắm mưu ngàn kế hãm hại đối phương chẳng chút từ tâm miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của không nghĩ tới quyền lợi đời sống của người khác trong việc làm ăn mua bán dành hết quyền lợi về mình làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc và thức đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét, đố kỵ, biểu xấu, thua thì khinh khi. Những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bài chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười. Đó là những kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chủ cũ dông, đó là kẻ bạc ác thực đức. Nói chung những chuyện gì làm khổ người hại vật, gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức, trong tâm trí họ Lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi, tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa, công bình bác ái lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây ra tạo ác nghiệp, tức là phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo lưới trời lồng lộng nhưng báo ứng rất mau.